em chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đổi không khí đi về miền quê chơi nha. Hôm nay về nhà của anh Sơn Nam Việt. Sau khi chúng ta dựng cái liều xong thì bây giờ mình đi chặt lá chuối ha. Hôm nay có sự góp mặt của anh Sunny Đòn, đây anh Dũng, rồi và anh Sài Gòn ngày nay, anh Dương, chủ nhà anh Sơn. Rồi bây giờ chúng ta đi nha, chặt lá chuối nha. Đây, mình chặt lá chuối ở trong vườn nhà, phía sau nhà. Đây. Anh đem anh cầm máy đi, em chặt cho. Nè. Nè. Phải chừng mũ chuối với không? Chặt giờ chưa ông? Một cây chặt dài tàu thôi. Coi cây còn sống nữa chứ. Mình lóc ngồi đúng không? Đúng rồi. Chặt lá bự á em. Kiếm lá nào nguyên nguyên á, ngủ quá. Chặt chừa cái lấy cái lá thôi, đừng có lấy sát cái thân quá mũ nhiều. Ừ, vớt chạy đi. Chặt khỏi ra sao đi. Chặt hồng đi trở lại dính mũ. Sao vậy? Cẩn thận nha, xước tay đó, nguy hiểm. Ở mấy dân này cũng miền Tây mà sao tệ quá. Chặt có cây tre mà la quá trời. Ở đâu? Dân Tiền Giang đúng không? Rồi nói dân Tiền Giang rồi, tao chửi chết luôn. Anh chị bạn ở Tiền Giang. Anh chị thông cảm nha, bạn này hàng hiếm chứ dân Tiền Giang giỏi lắm. Cây này giống như cây xua đũa vậy. Đúng rồi anh. Cây nào? Cây này em nấu canh xua đũa đãi bạn là cây đó đó. Ăn đó nó còi luôn. Còi được đó luôn. Em cải trải đều ra. Dạ. Em bước ảnh. Dạ. Rồi để ra đi Lâm, khỏi Lâm, khỏi Lâm. Để ra chút xử lý sau nè, cầm lấy. Giờ tới chương trình gì nữa? Bây giờ đi ôm củi vậy chứ nè. Thì cầm luôn đi em đi ôm. Mình lấy ít cái gỗ, cây gỗ cũ nè. Lấy cây bự bự này nè, xài cho nó đã. Trái vỏ lâu. Rồi một khách rồi. Rồi mình lôi hai cây này đi. Có một tay là không được. Đây phanh vùng á nhớ, biết không? Bây giờ anh Dũng đang bầm đất khoanh dùng lửa. Làm cái vòng lửa mà. Bây giờ lửa cháy lên rồi. Để khoan cho mấy cái cây này, cây củi. Hello, hello. You. Đang chơi gì á? Đây là củi lửa có sẵn luôn. Rất là tiện lợi luôn ha. Xíu nữa có than rồi sẽ làm cái cây chéo anh Dũng, rồi mình dắt con gà ngang phải không? Rồi bây giờ lửa lên rồi thì anh Dương đang chuẩn bị làm cái được ha. Cái bản này cái bản gì, cái chỏ hả?
Anh Dũng, cái này cho bằng cái chỏ hả? Làm cái chỏ hả? À, làm cái cù chỏ đúng không? Gác gà lên. À, gác thôi, làm cái giá, để mình quay thôi. À. Thì trong khi chờ đợi anh em đang làm thì đang đợi lửa có than thì dẫn cô chú anh chị mình cùng đi một vòng nhà ở vùng quê nha. Thì đây là phía sau nhà nè, gọi là nhà sau, nhưng mà nhà này không ai ở, để lâu. Thì thường ở nhà miền Tây thì có những cái lu nước như thế này, những cái lu nước. Còn cái này là cái đồ để tưới cây. Rồi cái nhà tắm thì thường ở miền Tây thì nhà bếp riêng, nhà ở riêng, tại vì khói nên người ta sẽ làm cái nhà để nấu ăn riêng, là nhà nhỏ nhỏ này. Cái nhà ở thì nhà lớn lớn này, nhà này có từ hồi xưa nên mình thấy do ngói đen đen. Nhà theo kiểu nhà hai mái Bà Giang. Hôm nay chúng ta trải nghiệm cái cảm giác đi về quê ha. Ra những anh chị nào thích thiên nhiên, thấy lạ lạ, các bạn ở xa ở vùng khác thì thấy coi có giống ở vùng của mình không nha. Đây mặt trước của nhà nè, mặt trước nhà thì có mấy cây kiểng, rồi nhìn ra đường. Do là nhà làm hồi xưa nên cái đường cao hơn nhà cỡ mét. Ở Long An này thì đồng khô cỏ trái luôn anh chị. Thì thấy đất nứt nẻ nè, đất này là ruộng đó. Ruộng khi mà đợi mùa mưa đến thì mọi người sẽ gieo hạt. Thì ở đây thì anh em đang đốt lửa. Cái đặc thù của Long An thì có rất là nhiều ngôi mộ ở giữa đồng ha. Không biết từ bao giờ thì cái phong tục nó trở nên như vậy, rất là nhiều luôn. Này chúng ta nhìn thấy mình đang đi giữa đồng, xung quanh là dãy nhà. Bây giờ là 6 giờ chiều, hoàng hôn. Này có một dãy hàng chuối, chuối lúc nãy chúng ta đốn để làm lót ngồi nha. Rồi đây có cái cây thấy nó cằn cỗi nè, đây là cây mũ trơm. Khi mà chúng ta ăn uống ăn sâm rồi mũ trơm ngoài chợ hay bán đó, là cái cây này, cái trái nó khô nứt nẻ, thấy hột bên trong đó. Những cái hột này sẽ rơi xuống và lên cái cây mới. Rồi bây giờ cũng tối rồi. Đây, rồi bắt đầu chúng ta kẹp vô đây. Nướng gà nha. Kẹp sáp luôn. Này cảm giác đi ăn bụi, ngủ bụi. Đó. Bây giờ có lửa than rồi, mình để gà lên đây.
À, hấp dẫn chưa? Khói bốc lên cao. À, khói quá. Trong khi vậy thì mình để củ khoai vô ha. Để khoai rồi, khoai vô. Để củ khoai với để trái bắp vô. Khoai rút vô. Rồi là tự nhiên chín à. Wow. Khoai đây các bạn. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu anh em sẽ chuẩn bị bàn tối. Có khoai nè. Thôi gà ăn. Khỏi quá. Rồi tuy đi bụi nhưng mà đi bụi nhưng mà cũng rất là đầy đủ nha, có gà, có khoai, có bắp. Có đập xưởng nữa. Trời ơi, đặc biệt có bia nữa, chịu không nổi luôn. Wow. Dạ mai mượn xuồng về Úc nhưng mà mấy giờ đi nghe được chứ. À, mịt mù sương khói. Xung quanh thì nghe tiếng ếch kêu, dế kêu. Phía trước thì có anh Dương, anh Dũng, anh Sơn. Quá tối luôn. Đó, đây chiên với tỏi. Cho tí gì ha? Ê, tấp mỡ ha, đừng lấy tấp mỡ. Lấy dầu thôi, đừng lấy tấp mỡ, rất khó uổng. Thôi, Lâm làm dở rồi. Cái nó bự quá không? Không phải, cái đầu nó thiếu quá, chắc không được. Rồi, chắc để lấy rồi, cây khác quá. Anh Sơn đang xỏ lạp xưởng. Đặc sản của Long Hụ. Còn lạp xưởng này ta bán nhiêu ký nè? À, cái này khoảng 150 đến 180 tùy theo hộp lạng ký hả? Hộp lạng ký hả? Hộp một ký. Còn nhiều quá. Lạp xưởng này mình xỏ xỏ cây. Xỏ cây như thế này ha. Rồi xong cái mình để lên than hồng. Gác lên cho nó có hơi nóng thôi. Mai anh làm bù. Dương ở ngoài nó trái ngoài đó luôn. Rồi mời bà con mình cùng thưởng thức nha. Wow. Hai cán bộ đang quay mình vô xấu tao mày. Ai mà không thấy mặt xinh đi đoạn thì qua mình làm tiếng quý coi. Thử cục lạp xưởng đi. Sản Long Hụ. À, gà ngon ha. Đúng không? Gà ngon. Gà thịt ngon. Ngày thường rất là ngon, không có mỡ. Mềm. Ngọt không? Thử mới xả lắm. Bây giờ mình ăn bóc đi. Bóc để xé cái này được. Lạp xưởng nướng thôi các bác. Rồi. Miếng nhỏ nhỏ thôi, ăn cho đã. Đây. Đứng cháy luôn à. Nè, sôi nữa nha. Bỏ sôi vào. Rồi, vô đi. Rồi, vô. Bắp này nó rước hả? Rồi, nè. 1, 2, 3. Vô. 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 Sức khỏe. Một bữa cuối tuần xã test cùng anh em. Mình lấy năng lượng để thứ hai mình làm việc. Con trâu ra đồng. Ngồi quá. Thứ hai. Thứ hai đi cày tiếp. Anh em thì làm việc ở Sài Gòn rất là vất vả. À, cuối tuần thì vừa đi quay vlog cho bà con mình coi, vừa giảm stress luôn ha. Vừa thưởng thức được món ngon. Xôi các bạn. Ngon quá. Ào ra. Ngon quá. Thôi này mẹ anh Sơn nấu à. Gà, đá khen gà. Đó là xôi màu củ dền đó. Ngon hơn. Củ dền tự nhiên luôn. Dạ. Củ dền mới ra vậy đó.
cầm đây để lấy thêm đèn pin nữa. Mình quay dạ. Theo anh em mình nghĩ mình quay một cái giai đoạn nào đó. Dạ mình chấm muối tiêu không? Rồi muối tiêu. Sáng này. Ai không biết cô chú anh chị nào mà thích kiểu này không ha? Ăn bụi ngủ bụi. Hết lon đi. Để hết lon. Vô. 1 2 3. Vô. Rồi, qua đây em ơi. Thiên Niên, anh Niên vô. Lấy điện thoại chui đóng rồi, lấy điện thoại mở lên. Đây là một số hình ảnh hội họp cuối tuần gửi của chú anh chị xem chơi cho vui nha. Thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn cầu những video tiếp theo. Chúc cô chú anh chị bạn cuối tuần vui vẻ. Đây gà nướng rồi xôi rồi lạp xưởng con lớn bắp em, nướng là rồi nhóm chuyên đi chơi kem ai cái còn có kem chưa lấy à kem 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 nằm trong thùng đá rồi ui đứa lớn em quên còn cái món này nữa anh Tuấn Như khui khô gà Tuấn Như mang từ Sài Gòn về có dán keo á cái tay đường này phải hả phải sao Hồng ra đây ngủ luôn hả thôi về đi. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tao cái dướng kéo luôn lại. Trời này có trăng lưỡi liềm. Rõ đèn cho nó quay cái mặt trăng đi. Rõ đèn anh xin đi. Trăng mẹ. Trăng mẹ. Con mà. Rồi quá. Con em. Rồi chào buổi sáng tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sau một đêm ngủ trong cái túp lều hai túp lều hôm qua, cảm giác rất là tự do. Hai lều bây giờ dọn lều thôi. Rồi chúc mọi người ngày mới tốt lành nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đi bắt cá nha, bắt cá và chèo thuyền. Mời mọi người xíu nữa cùng tham gia chơi cho vui nha. Mọi người nghe tiếng dế kêu không? Tiếng cu gái, tiếng gà gái, nhưng mà đặc biệt tiếng dế rất là nhiều nè. Một cánh đồng mênh mông, nước nẻ. Ngoài đây có ao cá. Dạ có ao cá rồi mình kết thúc luôn ha. Trời khô hạn nên ở cái vùng Long An này ao hồ cũng rút nước hết trơn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.